Đó, chắc chắn là bạn mơ đi bác của Gil rồi. Ok, anh em nghe quả Gil rap đi. Ôi mà em nói là tôi nghe mà nói tôi díu quá, díu quá. Nè nè, anh em mình nghe nha. Ok. KC, Adnan gia đình. Chiếu kẻ yếu của mày thế thôi. Rồi bọn này đánh tao. Tao đánh chúng mày. Money back, money back, money back, money back. Hai tờ kèn nguyện cho đi clap. Gil siêu tâm thêm một body back. Money back, money back, money back, money back. Pussy ball with the funny rap. Flow hay là talk hay tao tăng đi bet. Về Hà Nội bọn tao đi show rap. Giờ gọi là đi công tác. Chúng ta muốn thấy skill trong rap. Cứ từ từ để Gil phong xa. Có thằng nào gặp rồi làm ăn ngàn thằng làm meme xàm tấu làm văn. Nhạc bật lên tao còn bro căng hàng. Khi thấy đồ bếp dính toàn dấu hàng xăng. Mười năm rồi cũng chỉ là cái mark. Trong một cái sự nghiệp đều bao giờ thấy ánh sáng. Show của ai book, nhạc nào anh nghe. Thì tiếng bọn tao vang thì lập mặt như bánh tráng. Hào quang rực rỡ mày một đêm nó. Trình độ mày căng, chém rõ ràng. Mày muốn được hưởng cái spotlight như lúc thu về V-Ray để dắp đường ngày đêm. Mày muốn được hưởng cái spotlight như lúc thua với V-Ray. Lúc thua với V-Ray sao? Nghe là bài bài án tử. Ok, hiểu rồi. Mày muốn được hưởng cái spotlight của V-Ray để tao đưa về đó là đưa về tới án tử. Ok. Án tử của một bài kinh điển của Rick. Trong nên tìm nghe. Trong cũng đệ mua tao vắt còn nổi. Sẽ được cùng nhà thầy hai mày đâu phải là Thái Vũ. Rap không có nổi, diễn không có hài. Vậy là Thái Vũ ok. Đừng cả hết to tạo về đây ăn xôi. Quả bờ đứng ở đâm trồi. Để tao quăng cho cái mũ. Thằng đẹp paranoid phải là Thái Vũ. Đừng cả hết to. Tao quăng cho cái mũ. Cái này không biết có liên quan đến mọi game show nào không ta. Có tạo bia để ăn xôi. Quả bởi đứng ở đâm trồi. Để tao quăng cho cái mũ. Thằng này paranoid thì để tao làm táo. Chưa kịp nặng lời đấy để cả 100 kg. Thằng này ăn xôi. Để tao quăng cho cái mũ. Thằng này paranoid. Paranoid thì tao làm táo. Ok. Chưa kịp nặng lời để cả 100 kg. Paranoid là một bài của anh táo. Ok. Thì để tao làm táo chưa kịp nặng lời đấy để cả 100 kg. Thằng này anh đội váy để làm đàn bà. Làm tao tưởng vào nhầm chút trang đi mời. Rất 100 kg. Thằng anh đội váy để làm đàn bà. Làm tôi tưởng vào nhầm chút trang đi ngồi. Rất phèn, rất bẩn, thấp hèn, chê. Bóng ta lên phố uống cà phê và cảm thấy rất là hèn. Chuyện vào mắt thằng nhà quê. Phần này bà cho họ dùng hết rồi mà. Buồn khi con tên cho mày quay. Nèo đang nhắc tên cho mày cay. Bước được vào club ngày lúc này say. Nhà tao bảo cho mày bay. Money back, money back, money back, money back. Hai phần. Đúng rồi má. Tức là đang nghe nhạc luôn. Nhưng mà má thấy ông Minh Đức Nguyễn này comment mẹ hay quá. Mẹ phải dừng lại đằng nào cho có đúng không. Chờ đợi. Thực ra chờ đợi thì đáp ứng. Vậy là đằng nào cho có. Trong lúc các anh đang chờ cô thì các em có thể nghe mấy tin khác được mà. Thực sự tôi đâu có cấm. Em là quyền tự do, tôi không cấm được. Anh em coi thì anh em coi thôi. Nhưng mà kinh tôi thì ở kinh tôi thì nó làm vậy. Tôi mong là anh em tôn trọng cái giá trị cốt lõi của tôi. Đúng chưa? Nhá. Em tôn trọng tôi cái được không? Tôi, kinh tôi, thôi, tôi bị khùng. Được chưa? Tôi bị khùng. Cho nên kinh tôi dù có người xem, để có view, nhưng mà mẹ nhạc người ta mới ra tôi phải chờ 2-3 ngày cho nó lưu view ổn định tôi mới nghe là thằng tôi khùng. Tôi bị paranoid, đúng vậy. Cái này từ khóc paranoid anh em đề xuất tôi bị paranoid. Đúng, tôi bị điên, tôi bị khùng. Ok nhá. Câu không khác nữa đúng không? Gang mẹ shot the clap. You still thumb thêm một body back. Money back, money back, money back, money back. Pussy boy with a funny rap. Tao bảo thằng em đều phải làm việc theo sẵn đi cầu huyệt là chọn lộ tự nhiên. Muốn bỏ thông minh chiến thiên thiếu với hiện diện. Chạy trong một tháng hoa do bà khao ra tiền. Bỏ thằng sang xịn mịn của mày sang là sự nghĩa. Tầm này người ta bớt thủ thêm bạn. Đầu tư chất xám tiếp tục lên hàng. Hơi đâu mà đi soi phốt chọc ngoáy. Rapper đéo gì làm hề trên mạng. Mày cũng biết thằng kiểu nắng là mày. Tương tự mày dễ chết trong đồng xăng của mày. Làm gút chắc theo lý tư nhập vai thành gút đi. Muốn được thêm ít chú ý là khả năng của mày. Anh em tao bằng 24k. Mồm mày toàn là vàng thuốc lá. Bùi viện mà em đòi vốt mái. Là người Việt Nam chứ không phải Hàn Quốc nhá. Nếu không có Tô Rai, không B-Ray, không Choi, không Vốt thì mày là ai? Tôi nắm mặt lại Việt Nam á, tao vào kênh mày chỉ để có thằng hèn rồi. Thằng hèn là bài của Rick sao? Mà thấy bài đó cũng hay mà. Nhưng mà cái cách nói vậy cũng hay. Chúng nó cảm ơn mày vì ở lại ăn đờ. Mà không ở dưới đấy thì mày lên được đâu. Sau bài này nhớ phải cảm ơn tao với Vốt. Nếu mày thêm được sub follow này. Money back, money back, money back, money back.
money back. Hot foot gang, man, shorty clap. You still thumb to my body back. Money back, money back, money back, money back. Pussy boy with the funny rap. I'm a thang man, they'll be love to have. Để nhận biết con trẻ đang nghiện ma túy để chúng ta kịp thời ngăn chặn. Hãy cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Vì bài này nếu thực sự gọi là những cái mà fact hay là những cái reference mà dư dùng thì thực ra thì cũng cần một cái thông niên nghe nhạc tức là tìm hiểu nhất định. Bài rap mới ra một tiếng trước thôi,
Nhưng mà tôi dám cả với ông là bài ấy sẽ lấy rất nhiều chất liệu, sẽ rất nhiều những câu điều bắt đầu hay từ bài của Gil. Tại vì đơn giản là bài của Gil, cái hàm lượng lyrics nó không thực sự là đậm đặc, và nó sẽ có những câu kiểu như là tao ví dụ như đó, nó cũng mấy câu kiểu phát xin kiểu bâng quơ kiểu thì mấy cái đó tôi nghĩ là gặp mấy người Rick thì Rick sẽ vinh vào. Tôi chưa nghe, ông nào nghe rồi thì báo cho tôi. Lúc mà mẹ bài ra thì tôi đang cố gắng như bài mẹ bỏ bài ghép chưa ra, nhưng mà đúng không phán vậy đúng không, hay là phán dễ mò? Nhưng mà dù sao bài này cũng mới chỉ là ra đầu tiên của Gil thôi mà. Bài này chỉ là bài đầu tiên của Gil thôi mà. Và đừng quên Gil đã mẹ làm Local Boy một trận thức đi bán đảo như nào, bị đít xong kiểu sao. Má thằng đứt Mad Men này không biết là nó có còn giống như là hồi mình ra Giang Trang mình gặp nó không, nó còn làm mấy cái clip nguyền rủa ở trên mạng không, có không chế cháo người này người kia không. Thằng đấy nếu như mà Việt Nam cho sự nghiệp xuống chứ nó phải bị lên cấp đều 5 lần rồi. Trong trường hợp nhóm này điều tra bởi các cơ quan trực thuộc Bộ Công an hoặc các tổ chức chính trị tương tự phục vụ cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi khẳng định mình không liên quan tới nhóm hoặc những cá nhân khác trong nhóm này. Tôi không rõ tại sao mình lại có mặt ở đây vào thời điểm này. Có lẽ tài khoản của tôi đã được thêm bởi một bên thứ ba. Nghiêm túc là tên đệm của tôi.